Chúng ta thường truyền tai nhau câu nói đường nào cũng về La Mã. Vậy nếu như được chọn, bạn sẽ chọn hành trình hay là đích đến? Hay nói cách khác là bạn chọn quá trình hay là kết quả? Trước hết, tư duy ngược mời bạn nghe một câu chuyện đã thay đổi cuộc đời của một người tên là Mick Dean. Mick Dean là một nhiếp ảnh gia quảng cáo thành công. Anh đã thắng được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh, sở hữu một studio lớn và có một cuộc sống khá giả. Đọc sách là sở thích mà anh ấy thích nhất. Một lần, trong các cuốn sách về lịch sử, anh bị hấp dẫn bởi ý tưởng tự mình đi trải nghiệm một cuộc hành hương đến nhà thờ Santiago, một vết tích cổ xưa ở Tây Ban Nha. Anh muốn được kết nối với những nơi mà những bậc tiền nhân đã đi qua trước đây. Một chuyến đi du hành ngược thời gian, thực thụ luôn. Dù cực kỳ bận rộn, nhưng anh vẫn quyết định rằng mình sẽ gác lại hết tất cả mọi công việc, khách hàng, deadline sang một bên và dành thời gian cho cuộc hành hương diễn ra trong 3 tuần được tổ chức tương tự như 1.000 năm trước. Giờ, ta đến đoạn trọng điểm khi Mick kết thúc chuyến hành hương của mình và từ nhà thờ Santiago quay trở về London trên một chuyến bay dài 8 tiếng đồng hồ. Lúc ngồi trên máy bay, anh suy tư trong suy nghĩ của mình. Mình chưa bao giờ làm chuyện gì như thế này. Mình chưa bao giờ cố tình làm chậm lại mọi thứ. Thường, mình chỉ nhìn vào đích đến và đến đó càng nhanh, càng hiệu quả càng tốt. Vậy tại sao phải dành ra 3 tuần cho một chuyến đi, trong khi có thể được gói gọn chỉ trong 8 tiếng? Mick tiếp tục nghĩ, mục đích của cuộc sống này là gì? Là cái kết hay là quá trình? Mick đúc kết được rằng, thật ra khi anh trải nghiệm chuyến hành hương đó, anh thấy rằng đoạn kết ấy, nó không hề tồn tại. Ví dụ như hành trình đi đến Santiago, nhà thờ chỉ là dấu hiệu cho thấy rằng anh đã đến nơi. Một khi anh đặt chân đến nhà thờ, thì đồng thời chuyến đi cũng kết thúc. Điều thú vị Mick nhận ra được rằng là, ở một góc nhìn khác, bản thân chuyến đi cũng chính là đích đến. Và đây mới là phần thực sự tồn tại nè. Trong chặng bay quay trở về London, chỉ trong 8 tiếng so với quãng đường 3 tuần, Mick nhận ra được rằng, khi hành trình khác nhau, dù rằng đích đến, nó vẫn là Santiago, nhưng tâm thế và trạng thái đến đích là hoàn toàn khác nhau. Do đó, anh muốn cuộc sống của mình hướng về cuộc hành trình mình thực sự mong muốn, phần mà thật sự tồn tại, chứ không phải là đoạn kết, cái phần mà nó không hề tồn tại. Vì vậy, khi anh quay trở về London, anh đã từ bỏ sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, quay lại học ở trường nghệ thuật và trở thành một họa sĩ. Bây giờ, Mick được hàng ngày làm công việc mà mình yêu thích, tận hưởng từng phút giây của cuộc hành trình đó. Dĩ nhiên, trước mắt anh không có thể kiếm được nhiều tiền như trước. Nhưng anh đã nói thế này, khi mọi thứ kết thúc, tôi ước rằng mình đã làm điều gì đó. Vậy tại sao lại không thực hiện nó ngay bây giờ, khi mọi thứ vẫn chưa quá trễ? Và đó là câu chuyện của Mick Dean. Với cá nhân tôi, đây là một câu chuyện rất ý nghĩa. Tôi đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần câu chuyện này để cảm nhận được ý nghĩa của nó. Trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ bạn hay nghe những câu đại loại như là: tôi chỉ quan tâm đến kết quả của anh thôi, kết quả nó quan trọng hơn quá trình, ok? Ở đây, chúng ta không bàn đến việc đúng hay sai, mà chỉ là sự phù hợp và tính tương đối. Nếu mọi người chỉ quan tâm đến kết quả, vậy tại sao có rất nhiều người muốn tự thân mình phải leo lên những ngọn núi như Fansipan trong nhiều ngày, thay vì chỉ cần đi cáp treo trong vòng 30 phút là đến? Tại sao mọi người luôn muốn đi xuyên Việt cả tháng trời, trong khi chỉ cần bay có 2 tiếng là đã đến nơi? Bởi vì rõ ràng, lúc này, quá trình được đặt lên trên hết. Khi bạn nhìn vào kết quả bên ngoài của hai con người thành công và giàu có như nhau, chắc chắn lúc này, bạn sẽ muốn tìm hiểu kỹ hơn về quá trình của họ, rằng trên đường đi, họ có gặp trở ngại gì hay không? Họ có giúp đỡ ai đó không? Dù rằng nó có thể làm họ chậm lại một tí. Hay trên đường đi, họ có bất chấp kết quả để hy sinh lợi ích của người khác không? Họ có hy sinh giá trị đạo đức, nguyên tắc sống của mình hay không? Vậy là nhìn bề ngoài, hình tướng có thể gần giống nhau, nhưng thật ra, chính thứ bạn không thấy được mới là thứ tạo nên sự khác biệt lớn. Cùng là 2 triệu phú, một người thì trải qua một quá trình chịu khó học hỏi, rồi làm nên cả cơ đồ từ bàn tay trắng. Còn một người khác thì thừa hưởng một quả gia tài, rồi ăn chơi sa đọa. Lỡ một ngày nào đó, trái gió trở trời, cả hai đều đánh mất hết thành quả của mình, thì chính người có tư duy quá trình sẽ là người gầy dựng lại tốt hơn so với người có tư duy kết quả nhờ vào chất lượng hành trình trước đó của họ. Đây là thứ mà có bao nhiêu tiền cũng không có mua được. Nên bạn cũng đừng nên cảm thấy bất công nếu bạn không được sinh ra ở vạch đích. Bạn muốn có con cá hay là có cần câu? Bạn muốn ngày nào cũng có người đem cá đến để bạn ăn? Hay bạn muốn tạo ra một chiếc cần câu để tự chủ động chinh phục cả một biển cá? Người ở cả hai bên của cán cân, dù là giàu hay nghèo, đều có mặt lợi và bất lợi. Và chính tư duy hành trình sẽ giúp bạn nhìn vào mặt sáng để biến sự bất lợi của bạn thành lợi thế. Và bạn phải tin vào điều này. Donald Trump là một ví dụ điển hình về việc sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng ông đã học và rèn luyện cách cân bằng được quá trình và kết quả để tạo nên cho mình một thương hiệu và giá trị riêng.
Dù đã nhiều lần phá sản trong nợ nần, nhưng ông đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng tư duy hành trình của mình không hề đơn giản tí nào. Tương tự như câu chuyện của Mick Dean, tôi cũng đã có rất nhiều bạn bè gặp phải tình trạng tương tự như vậy. Có người mất đến 10 năm hoặc hơn và họ thấy rằng đã đến lúc mình cần phải dừng lại và tập trung nhiều hơn vào hành trình mà mình muốn. Mick đã quyết định từ bỏ những thành quả cũ để quyết định theo đuổi đam mê của mình sau cuộc hành hương đó. Thứ mà bao lâu nay anh không hề có đủ dũng cảm để ra quyết định. Và không phải ai cũng may mắn như Mick để được trải nghiệm hành trình đó. Nhưng bạn hoàn toàn có thể mượn câu chuyện của Mick để soi xét lại bản thân mình. Như Mick đã nói, điều quan trọng là vào thời khắc khi chưa quá trễ. Có thể lúc này nó chưa phù hợp với bạn, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc bạn phải cần đến nó. Vậy bạn cũng nên biết về nó và thực sự nghĩ về nó ngay bây giờ. Nhờ vào câu chuyện của Mick mà tôi có nhiều quyết tâm hơn để xây dựng tư duy ngược. Thứ thực sự có ý nghĩa với mình, đam mê hay lý tưởng sống là một chủ đề tôi rất muốn chia sẻ với bạn. Nhiều người nói rằng, thôi không có đam mê đâu, đừng tìm. Ai cũng lôi đam mê, lý tưởng sống ra nói cho sang thôi. Thực ra là toàn để kiếm tiền à. Còn góc nhìn cá nhân của tôi là, thứ gì bạn có nhưng không sử dụng đến thì nó sẽ biến mất. Và chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về chủ đề này ở những video sau. Giờ, chúng ta kết lại video này. Kết quả rõ ràng là rất quan trọng. Nó là dấu hiệu để người khác nhận dạng và công nhận bạn. Nhưng tôi cũng biết có rất nhiều người đã đến được đích, thậm chí là vượt cả cái đích họ đã đặt ra trong suy nghĩ của mình. Nhưng đến cuối cùng, họ lại không có được cảm giác mà mình hằng mong đợi. Trong cuộc sống, có lúc bạn sẽ phải luân phiên lựa chọn, hoặc quá trình, hoặc kết quả, tùy vào những vấn đề và mục đích khác nhau. Nhưng đối với những bước ngoặt lớn trong cuộc sống của bạn, khi bạn đứng trước ngã tư đường, lời khuyên là bạn nên tập trung vào hành trình hơn là kết quả. Nếu khi nào bạn cũng bất chấp để lựa chọn kết quả, thì khi đến đích, bạn sẽ cảm thấy rằng hình như mình đã đánh rơi thứ gì đó trên đường lúc mình đến đây thì phải ha. Và bạn nhận ra rằng kết quả mà bạn chọn không phải là thứ như bạn từng nghĩ. Và rất tiếc là sẽ rất khó nếu bạn không còn thời gian để quay lại tìm nó. Cổ nhân đã dạy chúng ta bài học về sự cân bằng. Quá nhiều thứ này thì sẽ không thể đem theo những thứ khác. Hãy tưởng tượng về một buổi đi picnic dã ngoại của bạn. Bạn sẽ đi cùng ai? Trạng thái bạn đến đó là như thế nào? Bạn sẽ đem theo những thứ gì? Bạn sẽ phải liệt kê ra một danh sách và số lượng các thứ mình cần mang theo và trình tự sắp xếp để bỏ lần lượt từng thứ nào vào trước hay là sau cũng cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng khi đến nơi bạn thực sự sẽ có một buổi dã ngoại trong mơ. Và đó cũng chính là điều bạn nên làm với cuộc sống của mình. Tư duy ngược xin chúc cho bạn luôn đủ đầy. Bạn có thể tìm đọc cuốn sách Ngấu nghiến nghiền ngẫm này của các bạn bên tổ chức WeCreate. Đây là một cuốn sách về chủ đề sáng tạo của tác giả Dave Trott, một tác giả mà mình rất là hâm mộ. Và đây là một tác phẩm rất đáng để bạn nghiên cứu. Mình đã đọc được câu chuyện đó trong cuốn sách này và mình đã để link ở bên dưới. Và một lần nữa là chúc cho các bạn là sẽ có một cuộc hành trình đầy kỳ thú và hạnh phúc trong khoảng thời gian sắp tới. Có thể bạn là một người đã lựa chọn hoàn hảo hoặc có thể chưa hoàn hảo, nhưng những lời chia sẻ và câu chuyện của bạn là rất cần thiết đối với mọi người. Video đến đây là hết. Đừng quên comment ý nghĩ của bạn về việc lựa chọn quá trình hay kết quả, hoặc chia sẻ câu chuyện của bạn ở bên dưới. Hãy nhấn nút like video và đăng ký subscribe kênh nếu bạn thấy bài học này bổ ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.